Về anh em mình gọt nha, hót nha, rồi tập cà phê, mồi ha, hay gố gì cũng được anh em nha. Chào mừng anh em đã đến với kênh mới của Điền Vlog nha. Chúc anh em có một ngày xem video hoặc là vui vẻ nè. Thì hôm nay anh em là thứ năm 15 tháng 8. Mình lại lên cho anh em mấy con chim bổi nè, chim trống lông xấu nè, rồi chim mái nè. Đó thì hôm nay mình tính lên cho anh em 9 con, nhưng mà có 2 con là cách chốt trước rồi nên mình không có lên clip ha anh em. Rồi còn lại là 7 con. Thì mình quay xe cụ thể từ con cho anh em mình cùng xem. Anh em nào ưng con nào anh em cứ inbox cho mình ha. Thì địa chỉ của mình là ở Tân Phú Châu Thành, Bến Tre anh em. Anh em nào mà đã từng xem kênh cũ của mình rồi đó, anh em hôm qua thấy được kênh mới, anh em ở cho mình một cái comment nha. Đây mấy con này là sáng mình mới chốt xong, trưa nay mình gửi rồi anh em, mấy chim tiền ha. Rồi sẵn đây hôm nay anh em, mình lên cho anh em mấy con sâu đầu đỏ ha. Thì dạo này sâu đầu đỏ nó cũng nổi nổi lên nè, nó cũng đang dựng phong trào lên đó. Thì chỗ mình thì trước giờ anh em cũng biết á, nuôi cũng rất là nhiều, mình gọt bỏ lên mình đưa ra cho anh em. Rồi hôm nay mình lên cho anh em 2 con nè. Cái chỗ mình nuôi cứ để trống má nè. Ông Nguyên Vàng đây cũng như là mấy con nổi nổi lên, mình vô chế độ con trống mái, rồi mình vô cào cào rồi trứng kiến rồi vô cho sung sung, rồi mình lên cho anh em. Còn mấy cái vàng giữa này, vàng chim chiền, rồi trên đó là mấy con ăn cám lên học, còn mấy con chim đánh về chưa cám bỏ đây ha. Thì sâu đồ đó rất nhiều anh em, để rảnh cái rảnh vô chim tập cho anh em. Rồi hôm nay lên cho anh em nha, 2 con bỏ nổi nè. Rồi đầu tiên là con lòng bự trong anh em. Trước hơi bự con, đấu được thôi, chưa cứng chưa mạnh anh em. Ủa rất xiên kêu ha, kẹp vô đấu. Rồi mấy cái con này mình chưa cho cắn cạp nha. Mấy con này về anh em mình gọt nha, hót nè. Rồi tập cà phê, mồi ha, hay gố gì cũng được anh em. Thôi mấy hàng con này là 400 anh em. Anh em mình về chăm đi. Rồi muốn làm gì làm anh em. Thì mấy con này anh em cần anh em cứ inbox trực tiếp cho mình, qua số điện thoại hoặc Zalo anh em, Facebook gì đó, rồi mình quay cho anh em ha. Anh em gần là mình test trực tiếp chứ xa mình không dám báo đấu nha anh em. Rồi con lòng bự trong này là 400.000 nè. Rồi nếu mà anh em chê con nó hơi bự con á, anh em qua con bên đây. Con này chim mới nè, mới tách hồng ra mà đấu cũng khá lắm nè. Trước này nhỏ xíu con à. Chuẩn mẫu chưa nè, chuẩn mẫu hót ha. Kẹp vô đấu rất ngon lành ha. Đó thì con này cũng đồng giá là 400 nha anh em. Anh em mình về chăm ha. Rồi để mình giật con máy ra, mình kẹp 2 con lợ cho anh em xem nè. Anh em thấy chưa, cũng ngon lành cành đào, thì hơi nhát thôi anh em. 2 con nấu nớt rất là mạnh ha. Rồi để ra mình quay mấy con hang cho anh em mình cùng xem ha. Rồi 7 con nhưng mà đây có 3 con chim chiền thì mình lên trước cho anh em, còn 2 con sao thì 4 con sao á, hàng trống hàng mái mình lên lượt ha. Thì con này con số 1, con này 400 nè anh em. Con này nó giờ mình không tính chiền nữa, mình tính chiền cũng được mà tính mép cũng được anh em. Thì nó là một con chim chiền rừng nhưng mà nó xong lông rồi, nó còn chờ lông đuôi nữa là xong. Thì con số 1 này thì có giá là 400k nè. Thì cám cứng ngon lành, tướng lông mới rất đẹp anh em, cái bả cánh trắng chà bá luôn ha. Thì con này giờ xong lông nữa là lụm thôi anh em, chứ không có chần chờ gì nữa hết. Con này về anh em mình vô mồi mát thôi. Thì hiện tại mình đang cho cắm gà, anh em mình về chăm dế nhiều chút nè, sâu sủa nè, tắm rửa nhiều vô anh em, cho nhanh lông ra bụp luôn à. Mấy con này tơ tơ mới lên máu lắm, anh em nhìn tướng nó bự con cao cầu đẹp anh em. Lông đuôi chưa có ra rồi, mình không có biết nó là đuôi dài hay xè to gì không ha. Tước tiền hay rất đẹp anh em. Rồi con số 1 này 400 nha anh em. Con này nó vuột cánh rồi mình cũng làm biến buộc lại luôn, tại vì thấy cái đớt nó cũng khá là đậm anh em. Hai cái mép dưới á, sáng mình tắm tí nó có trầy nhẹ nha. Rồi qua tới con số 2 nè, con số 2 350 nè. Con này trổ cũng khá là nhiều anh em, mặt lem tem lắm tắm à. Không biết sao nó trổ mấy con lông đen nè, phải trổ lông trắng được chiêu đó rồi vô khúc. Con này rất là đẹp em. Con này rất đẹp nha, tướng bự con nè, cao cầu nhẹ nít khô. Con này thì đang đi rong lông rất là mạnh nè. Anh em mình về vô chế độ chăm lông là đi lông tuôn lông cho mà thấy ha. Thì con số 2 này 350 nè, anh em mình về chăm ha. Rồi nuôi nha, hót, nuôi đá gì thì để nó xong lông rồi nó chơi rồi mình biết anh em. Rồi qua con số 2 tới con số 3 nè. Con số 3 này thì cũng 350 nè anh em. Thì mấy con chim chiền này đó thì mình bao cám cho anh em 3 ngày, bao tật lỗi 1 ngày, còn bao trống trọn đời ha. Còn con chim bổi thì mình bao cho anh em tất cả 3 ngày hết. Rồi
Con chiền số 3 này cũng 350 nè. Ăn cám cứng, đang cho ăn cám gà anh em. Con này nó mới qua cám sau đây nên nó còn ốm hơn cái con bên đây ha. Nhưng mà về ăn cám ngon lạnh thì anh em cứ dặm mồi từ từ vô nó mập lại thôi. Con này nè, đầu to nè, mỏ to nè, đuôi cũng to nữa anh em. Cái gì cũng to hết trơn á, đi lông cũng khá là nhiều rồi nè. Đó thì anh em mình về chăm mồi mát ha. Thì khoảng tầm chừng tháng nữa xong lông chứ gì. Đó. Mấy con chim chiền nè anh em ưng chưa? Anh em ưng thì anh em alo trực tiếp cho mình ha. Rồi. Con này là bốn con cuối cùng mình lên một lần cho anh em luôn, hai con trống và hai con mái ha. Thì con số anh em thì phái chơi chim chiền nè, chim mép, có anh em là phái chơi chim bổi. Thì mấy con này cũng đang đi lông anh em, con số đang ra nhăm 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 nhăm. Rồi con số đang đi lông rất là mạnh ha. Thì mấy con này, bổi này nè, bốn con này mình bao ăn bao trống thì trọn đời rồi, khỏi khỏi bằng cãi về cái vấn đề đó ha anh em. Còn giờ mình bao cám bao tọt lõ cho anh em mình 3 ngày nè. Đó. Thì mấy con này mình đang cho ăn cám gà nè, cám gà hột bề bể nha. Con số 4 này là 250 nè anh em. Bữa lên 149, ủa 249 ngàn mấy anh em lao quá, hôm nay lên 250 cho chẳng ha. Thì mấy con này 250 một con á, anh em lại chỗ mình á, anh em một con thì mình vẫn bán anh em. Còn nếu mà anh em gửi xa anh em lên đơn thì mình hai con nha. Tại vì đi gửi cũng tốn công, tốn bọng này kia, anh em nhận cũng tốn phí nha, anh em lưu ý cho mình nha. Rồi con số 4 này 250 nè. Con này khá là to nha, đi lông rất là nhiều nè, lông đầu đi được phân nửa rồi, lông ngực, lông cánh, lông ngay bả cánh gì cũng xong hết rồi. Thì về chăm thêm chờ bộ lông đuôi nữa là lụm anh em. Đó, tuổi con này rất là đẹp ha, 250 anh em mình về chăm như hót hoặc đá. Con này hót cũng được, đá cũng được anh em. Hình như con này là chim mép mùa rồi đó, hiện tại nó cái họng nó còn vàng vàng, ngã trắng trắng tí ha. Rồi, qua số 4 tới số 5 nè, con này cũng 250 nè. Anh em thấy không, nuôi cái lồng bự hơn con kia mà thấy nó cũng chập bá luôn nè. Con này đi lông ít hơn con kia nè. Anh em mình về chăm xong lông rồi nuôi hót nuôi đá gì cũng được anh em. Anh em thấy là bự con nè, cao cầu nè, mắt bóng mỏ đẹp nè, mặt mày đẹp ha, nhảy nước rất là khôn ha. Rồi xong con số 5 mình qua tới con mái nè, còn hàng mái cuối nè. Con này số 6 250 mái nè, đúng chà bái mái luôn, nhảy nó rất là khôn anh em, rất là cao cầu luôn ha. Con này cũng đang đi lông rất là khá nè. Nó nghe con trống trên đây hót là dưới đây nó có thái độ luôn nè. Nó thì con số 6 này 250 nè, anh em mình chăm xong rồi kích trống nè, hoặc là mình ghép sinh sản đều ok nè, bổng bự, bổng bự bự này rất là im ha. Rồi qua tới con cuối cùng ngày hôm nay nè, con số 7 250 nè. Con này đi lông rất là khá rồi nè, cái lông lông cổ nó đi cũng khá, lông đầu đi cũng khá nè, con này to hơn con số 6 nữa. Đó anh em thấy chưa? Bành kỳ nái luôn. Đó thì con này về anh em cũng chăm kích trống nè, nuôi đá nè, hoặc là ghép sinh sản thì đều được anh em. Như con này là chim mép vừa rồi hay gì, cái họng nó còn hơi ngã ngã vàng anh em. Rồi hiện tại thì bữa nay mình lên nhiêu đây thôi. Anh em nào quan tâm thì cứ inbox trực tiếp cho mình hoặc là gọi số điện thoại anh em. Đó, anh em cứ ưng con nào cứ alo cho mình thôi. Rồi chào anh em nha, hẹn anh em ở những video lần sau nha.